Không có biết được là ai nó có trong kho đây. Trời ơi, giòn quá, gãy luôn rồi. Cái gì đây? Để nhựa quá lâu. Gì đâu? Gì vậy? Ngàm. Gì vậy hả? Rồi, gãy luôn cái ngàm. Còn cái này hả? Cái này cũng là một sản phẩm nghiên cứu nè. Như là một sản phẩm nghiên cứu thành công, nên là nó cứ nằm đi hoài. Cái này là mình mua từ năm 2020, cuối năm 2020 à, về nhà Bmop đây. Hello, xin chào mọi người, mình là Khánh. Thì hôm nay thì mình có dịp sang bên kho thì mình có tổng hợp ra được một số những model mà cũng nằm trong kho khá là lâu rồi, nên là hôm nay mình sẽ làm một clip này để có thể giới thiệu với mọi người và cũng là một clip thanh lý sản phẩm ha. Thì nguồn gốc của những cái sản phẩm này mà tại sao lại là mình làm clip thanh lý này á, thì hầu hết nó chỉ có từ một nguồn thôi, đó là cái nguồn mà nghiên cứu sản phẩm. Thì hầu hết những sản phẩm ở đây đều được Thiên Vũ mua về. À, lúc mà mới ra mắt á, được mua về để Thiên Vũ có thể nghe thử. Sau khi nghe thử trải nghiệm thì có những sản phẩm nếu mà tốt ổn định á thì bên mình sẽ kinh doanh nó. Còn những sản phẩm nào mà nó chưa đạt, nói chung là chưa đạt được cái tiêu chuẩn của bên Thiên Vũ thì Thiên Vũ sẽ cho nó trong kho và chúng ta có clip này. Ok, thì trước tiên thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người từ thấp đến cao trước ha. Tại vì trong các sản phẩm này thì nó vừa có loa nằm cũng có nè, loa đứng full range cũng có nè, rồi sub cũng có nữa nè. Thì mình sẽ đi từ những sản phẩm thấp tiền trước ha. Ok, mời mọi người. Đầu tiên mình sẽ có một cặp Paramax K1000 ở dưới đây. Một sản phẩm Paramax K1000 dưới đây. Paramax này thì chắc mọi người không còn xa lạ gì nữa rồi. Đây là một cái thương hiệu đến từ Việt Nam nha mọi người. Dòng này là đến từ Việt Nam, bảo hành rất lâu. Thì Paramax mà là một thương hiệu lâu đời rồi. Họ chuyên về sản xuất loa nè, âm ly nè, sub nè, made in Việt Nam luôn. Và chất lượng rất là tốt. Dòng này thì gần như là mới hoàn toàn nè mọi người, để mình mở ra cho mọi người coi. Dòng này là bên Thiên Vũ hình như là mua về. Để có một đợt đó mình làm về hàng Paramax chắc cách đây khá là lâu rồi, chắc từ năm 2019 cỡ đó thì mình có làm về hàng Paramax, thì nó mới có xuất hiện cặp này. Mọi người thấy không, nó còn nguyên cái đai của bên hãng này, cái đai sắt của bên hãng này, nó rỉ luôn này mọi người. Là gần như là hình như con này mình không biết mình có tháo ra chưa luôn đấy. Đây thì thôi, để coi như bóc tem luôn ha, bóc zin luôn ha. Còn cái này hả? Lâu lắm. Cái này cũng là một sản phẩm nghiên cứu nè. Đấy, như là một sản phẩm còn công nguyên ha. Đây là nó nằm bên ngoài. Cái này là mình mua từ năm 2020, cuối năm 2020 hư luôn. À, về nhà. Nói chung là lọc loa này cũng khá là lâu rồi. Là model đời cũ á mọi người. Nhưng mà model đời cũ, nhưng mà chẳng qua là nó để trong kho quá lâu thôi, chắc là mấy bạn kho không có để ý mấy sản phẩm này nên là có thể nó nằm ở trong một góc nào đó mà không để ý, nên là thành ra nó khá là gọi là lãng quên nó luôn đó mọi người, lãng quên nó luôn. Bây giờ đâu rồi, nó mới được xuất đầu lộ diện đây. Trời ơi, như mới ha mọi người ha. Đó, mọi người thấy đây. Ai da. Đây. Rồi mình để ra đây đi. Cho mọi người dễ thấy. Ai da. Nói chung là chỉ có bụi thôi. Toàn là bụi không thôi. Hoàn toàn không có chảy xước này. Mọi người nhìn đi. Loa thanh lý này. Cái này mới có luôn á, không có. Mọi người mà biết con loa này chắc để chẳng phải, nếu mình nhớ không nhầm, nếu tính từ 2019 đến nay nó phải 4 năm rồi ấy. Khủng khiếp không? Nói chung là bỏ quên luôn, lãng quên, không có biết, không có biết được là ai nó có trong kho đây. Trời ơi, giòn quá, gãy luôn rồi. Cái gì đây? Để nhựa quá lâu. Gì đâu? Gì vậy? Ngàm. Gì vậy hả? Rồi gãy luôn cái ngàm. Ok, nhưng mà để xem mình có gắn lại được không ha. Ok, vẫn bình thường. Mọi người để quá lâu, giòn gãy luôn. Đó, ok. Gặp loa Paramax
Con này như chưa cắm điện này. Hoàn toàn mới mọi người nhìn đi, hoàn toàn mới ha. À đây nè, nó rớt từ đây ra nè, nhìn nó rớt từ đây ra nè. Ok. Đó. À. Nói chung là sản phẩm Thiên Vũ thì thanh lý thì mọi người biết rồi. Nó chỉ có để lâu trong kho thôi chứ không phải là sản phẩm mình ra trưng bày, mình đánh gọi là mình demo bên xác hoặc là mình đi thu lại của khách đâu. Những sản phẩm này không bao giờ bên Thiên Vũ thay có cái trường hợp mà thanh lý mà thu lại của khách. Hầu hết những trường hợp bên Thiên Vũ thanh lý là hầu hết là do sản phẩm có nghiên cứu rồi mua về nghiên cứu mà không được là bắt đầu sẽ thanh lý. Nên là hầu hết sản phẩm này là coi như là như mới luôn mọi người. Mọi người nếu mà mọi người có mua thanh lý thì nói chung là an tâm về đồ Thiên Vũ thanh lý ha. Rồi. À giá quên. Giá cặp này cặp mới này là giá đâu hồi như lúc mà nó bán đồ mới nó tầm khoảng 4 triệu rưỡi nha mọi người. Thì nay Thiên Vũ bán cặp này tầm khoảng 2 triệu 2 thôi. Và đương nhiên những cặp này đã hết bảo hành rồi, chắc chắn rồi nó sẽ trôi bảo hành. Nó sẽ trôi bảo hành hết thì nói chung Thiên Vũ sẽ bảo hành cho mọi người tầm khoảng 1 tháng. Đó. Cái này mọi người thông cảm dùng Thiên Vũ ha. Tại vì là hầu hết những sản phẩm này đều hết bảo hành. Nên nói chung là Thiên Vũ đứng ra Thiên Vũ bảo hành cho mọi người. Nói chung là bộ dùng tiền cá nhân và dùng tiền tự thân á, bảo hành chứ bên hãng là chắc là nó không bảo hành cho nữa đâu. Ok, mình đến sản phẩm tiếp theo ha. Cái sản phẩm tiếp theo mình muốn giới thiệu cho mọi người á, đó là dòng Audio Frog đến từ một thương hiệu đến từ Mỹ ha, Audio Frog M10F. Dòng này thì được phân phối bởi nhà phân phối BGI, một nhà phân phối JBL khá nổi tiếng ở thị trường Việt Nam. Dòng này là một dòng loa bass 25, nó tương tự như con Paramax á. Nhưng mà giá nó cao hơn xíu bởi vì đây là hàng nhập khẩu. Và cái hình thức nó cũng khác luôn. Mình sẽ mở cho mọi người coi. Và mình sẽ cho mọi người coi là hình thức bên trong nó còn như bao nhiêu để mọi người thấy được. Và mình nhắc lại một lần nữa luôn là tất cả những hàng thanh lý của Thiên Vũ thanh lý ra là hàng Thiên Vũ để trong kho và hàng nghiên cứu sản phẩm, chứ không phải là hàng Thiên Vũ đi gọi là thu hồi của khách nha. Nếu mà khách hàng nào mà mua hàng của Thiên Vũ rồi á thì sẽ biết là Thiên Vũ hầu hết là Thiên Vũ không có thu lại hàng cũ. Thiên Vũ sẽ không thu lại hàng cũ mà Thiên Vũ sẽ Thiên Vũ sẽ không thu lại hàng cũ mà Thiên Vũ chỉ có một chính sách duy nhất là gọi là gì ta, gọi là bán giùm khách thôi. Tức là khách hàng nào có nhu cầu có thể ký gửi hàng mà Thiên Vũ bán ra cho để ở cửa hàng á, rồi bên mình sẽ giới thiệu lên cho những khách nào có nhu cầu mà mua lại hàng đó. Thì dĩ nhiên là thật ra là hàng mình phải, Thiên Vũ muốn bán hàng cũ thì Thiên Vũ phải biết được cái gọi là cái xuất xứ, nó hàng nó từ đâu ra. Vì mọi người biết mà, thị trường âm thanh thì nó nhiều loại lắm, quá trời thương hiệu, mà thậm chí là cùng thương hiệu luôn nha, nhưng lại nhiều nhà phân phối rồi nhiều nguồn hàng khác nhau, nó cũng không biết đâu mà lần đâu không biết đâu là cái độ xịn thiệt hay là cái độ nó như thế nào. Nên là mình phải đúng cái hàng của mình bán ra cơ thì mình mới dám tin tưởng mình trao lại cho một khách khác. À, đây cái dòng ok. Dạ. Này Audio Frog M10F quá mới luôn, như mới luôn, gần như không có một chút xíu gì gọi là trầy xước hay là gọi là chỉ có dơ thôi, để kho lâu quá thì bụi nó vô nó dơ thì chịu. Đó, mọi người thấy là cái mạng sau lưng này. Quay cho mọi người cái mạng sau luôn nè, không có một miếng luôn, thậm chí còn đưa đúc dây vô nữa. Đó, mọi người thấy không, dòng này thì bass 25 này thì mọi người chơi ở gia đình tốt nha. Phòng có tầm 15m2. Mọi người mua thêm cái âm ly với cái micro là ok rồi. Còn nếu mà ai muốn chỉnh chu hơn nữa thì mọi người chơi cục đẩy nè, vang số nè, rồi sub nữa. Con này nếu mà nói về đánh solo á, tức là đánh một mình nó không có sub á, thì có vẻ là nó thua những con như kiểu CBL. Nó sẽ yếu hơn GBL một xíu. Những dòng mà bát 2.5 mình hay bán á, thì cái tính bát của nó thua con GBL. Nhưng mà nếu nó lại kết hợp với một con sub nữa và thêm con vang số mình cân chỉnh chia tần cho nó nữa thì con này đánh khá tốt, đánh khá tốt.
Nên là những con này thì sẽ bổ sung cho những khách nào mà có súp rồi sẽ tuyệt vời hơn. Còn những khách nào mà chưa có súp thì vẫn xài được, nhưng mà không gian nhỏ một tí, khoảng phòng ngủ mình tầm 10-15 mét vuông là xài ok. Giá lẻ của nó hiện tại đang là 8.8 triệu. Hình như mọi người vẫn còn đang kinh doanh á, sản phẩm này hiện tại vẫn còn đang thị trường ấy. Thì hiện tại thì xin lỗi các anh em nào có đang kinh doanh sản phẩm này, nhưng mà cái này là sản phẩm bên mình thanh lý ra, bởi vì là nó đã cũng khá cũ rồi, đã trong kho khá lâu rồi, mình sẽ thanh lý. Đâu nó chỉ khoảng 4 triệu một cặp thôi. Thì mọi người có thể xem hàng, nó hàng có sẵn tại showroom Thiên Vũ 79 Trần Hưng Đạo á, mọi người có thể ghé qua mọi người xem hàng ha. Rồi, tiếp đến dòng Studio Master đến từ Anh Quốc ha. Dòng này thì thật ra dòng này nó khá ok chứ không phải không. Tuy nhiên là cho mình chê một xíu, nhưng dòng này cái nước sơn của nó mình không thích cái nước sơn của nó. Mình có hai cặp nha, một cặp là cặp V10 và một cặp là V12. Cặp V10 này đâu đó giá lẻ đâu đó 30 triệu nè, cặp V12 này đâu đó 35 triệu nè. Nhưng mà xíu nữa sẽ có giá thanh lý tốt cho mọi người. Đầu tiên là mình coi loa, coi sản phẩm trước đi ha. Này cho phép mình mở khui một thùng ha. Chứ khui hai thùng kia, thu hết 4 thùng chắc hơi cực quá. Mình khui một thùng đại diện thôi để mọi người biết cái coi nó như nhìn nó như thế nào. Và còn nó mình rồi đó, còn mọi người muốn coi về hình ảnh, về chất lượng thì mọi người cứ lên showroom. Nhưng mà như mình đã chia sẻ, hầu hết những loa này là chưa có đi lắp đặt, chỉ để ở showroom nên là hầu hết là còn như mới. Lại new á, ai mà bán điện thoại nhiều, khách hàng nào mà chuyên bán điện thoại cũ á, mọi người sẽ biết cái dòng gọi là Lại new 99% á. Dòng này cũng giống vậy nè. Wait a minute. Gọi là Lại new 99% nè. Rồi, trời ơi cái gì đây? Để quá lâu móc luôn. Này móc nha mọi người. Má ơi móc. Mọi người thấy không? Để quá lâu. Quá ẩm. Sang ơi lâu giùm anh đi Sang ơi. Ui. Nhiều thế. Vậy. Rồi. Thôi để mình lấy cái lo khác. Thôi Sang qua đây lau cái này đi. Chắc chắn là khi nếu mà những sản phẩm này đến tay mọi người á thì nó sẽ đã được vệ sinh rồi, chứ chắc chắn là không để như thế này đâu. Mọi người yên tâm ha, để mình tháo con kia. Hy vọng là con này không bị móc nữa. Kỳ kìa. Yeah. 9 ra là mình không bán sản phẩm này nó cũng có. Cũng đúng ha mọi người ha. Xin lỗi anh chị nào phân phối dòng này nè. Ây à. Ê, dòng này nó cũng bị nè. Mà hên quá, nó ít. Nét hơn con kia. Mọi người thấy không? Móc mà. Mọi người nhìn đi, mới cứng. Nè, bên đây cũng móc nè. Thấy không? Nhưng mà mới cứng à, cái này là chỉ móc, để quá lâu nó sẽ bị móc. Đây là cái mà mình không thích nè, mọi người sờ đi. Sơn này là sơn cát. Mà sơn cát này nó bị rám tay. Cái này khi mọi người bám vào rất khó chịu nha, cực kỳ khó chịu luôn, và nó dễ, dù như cái gì quẹt vào nó dễ bị xước, và nó cũng dễ xước luôn. Những dòng này nó mình khá là không thích cái kiểu nước sơn như thế này nên bên mình không có làm. Nhưng mà mọi người nhìn đi, mấy con này ốc nó làm rất là tốt nè, ốc mà ốc chìm này mình thích những cái con ốc chìm như thế này nè. Dòng SE mình làm nó cũng ốc chìm như thế này, nhưng mà nó sẽ là ốc sao chứ nó không phải chơi ốc cạnh như thế này. Ốc cạnh như thế này thì nó cũng không có ok lắm, mình thích là ốc sao hơn. Con này thì hơi chày chày, con này thì gọi là nước sơn mình không thích. Nhưng mà biết sao, thêm một cái nữa. Cái này chắc mấy anh em làm loa mới biết. Cái con này không có chỗ bám. Bê loa cực lắm, mọi người nhìn này đằng sau có cái gì đâu mà bám. Đó thấy không, móc đen nè, dơ không gì. Nè, có gì đâu bám này sao bám. Này bê loa cực lắm, đi lắp loa rất là cực. Nên là nói chung là dòng này, nói chung là bên Thiên Vũ sẽ bên kỹ thuật á, trước khi đưa về một cái sản phẩm nào để bán cho khách hàng á, thì bên Thiên Vũ sẽ nó sẽ có tầm 2 bước. Và bước đầu tiên lúc nào cũng là bước bên kỹ thuật check về chất âm nè, check về hình thức nó là to nhỏ như thế nào nè, rồi check về xem là độ tiện lợi khi sử dụng nè, rồi bê loa nó có tiện hay không, rồi treo, rồi sơn, nước sơn ốc ít như thế nào. Đó, rất là nhiều thứ nó sẽ liên quan đến một cái sản phẩm. Và sau khi kỹ thuật check ok xong hết rồi á, bắt đầu mới đến bộ phận kinh doanh kiểm tra xem là trên thị trường này thì cái sản phẩm đó với chất âm như thế, với giá trị như thế thì nó có
phù hợp hay không, nó có hợp lý hay không, thì bắt đầu bên Thiên Vũ mới đưa về kinh doanh. Nên là nếu mọi người qua showroom Thiên Vũ thì mọi người sẽ biết Thiên Vũ rất ít model, chắc mấy chục model mới được Thiên Vũ mới lọc được một cái. Nên là cái bước kỹ thuật lọc hơi khó tính một xíu, nên là Thiên Vũ khá là ít đầu. Nhưng mà mọi người mua, mọi người sẽ yên tâm là đã có Thiên Vũ, kỹ thuật Thiên Vũ, và bên kinh doanh đã sàng lọc sản phẩm sẵn cho mọi người rồi. Mọi người chỉ cần trải nghiệm thôi, chứ còn không lo về chất âm, không lo về độ bền, không lo về những cái thứ khác, đã có người khác lo, đã có Thiên Vũ lo ha. Rồi thôi, bóc cặp 2.5 tấc ha, cặp 3 tấc ở mình để ở đây thì nó tương tự hình thức như vậy thôi, không khác gì hết, nó chỉ là kích thước size to hơn thôi. Về giá thì mình sẽ cho mọi người một cái giá đặc biệt cho con này luôn, bởi vì như mọi người thấy đó, mình cũng để nó lâu rồi. Đương nhiên nhá, có những con này là mình sẽ test chất âm phải ok hết, có nghĩa là vẫn phải còn hoạt động tốt, ngon lành thì mình mới bán, chứ không phải là hư hao gì đâu. Đương nhiên là mọi người muốn trải nghiệm thử thì ở bên mình sẽ sẵn sàng tháo ra thôi. Thì con này hiện tại giá lẻ nó đâu tầm 30 triệu thì bên mình sẽ thanh lý tầm độ khoảng còn 12 triệu. Đó, 12 triệu cho một cặp loa 2.5 tấc và 15 triệu cho một cặp loa 3 tấc. Mọi người có nhu cầu đến showroom Thiên Vũ ha. Ok, thì cuối cùng mình sẽ nói về súp. Súp bên mình có hai sản phẩm mình thanh lý ha. Rồi, đây, mình có xếp sẵn ở đây rồi. Hai dòng này cũng là hai dòng đưa về nghiên cứu mà không thành công. Và mình sẽ chia sẻ luôn lý do không thành công của nó. Tương tự như dòng kia thôi. Đầu tiên sẽ là dòng JBL IRX. Dòng này là IRX 115S. Dòng súp 4 tấc đến từ nhà JBL. Về chất âm tốt, không vấn đề gì, chất lượng build cũng được, coi như là ốc yếc này kia, nó hơi ốc nổi này mình không thích lắm đâu, nhưng mà ok, không vấn đề gì. Rồi, có cái ren đây để mình cắm những cái con loa active lên để mình chơi theo kiểu acoustic, ổn, ok, không vấn đề. Đây, đằng sau mình sẽ chia sẻ cho mọi người lý do nó bị loại. Đây, mặt phía sau nó đây, nó có dây nguồn này, bass through này kia này. Đây là cái mình không thích của nó. Nút power của nó là nút bấm. Mọi người biết cái vấn đề của nút power bấm này là gì không? Nút này, power bấm này á, nó sẽ không sử dụng cho loa karaoke gia đình được, và sẽ không tận dụng được con quản lý nguồn. Vì sao ạ? Khi mọi người cắm điện vào đây, mọi người cấp điện cho nó, mọi người vẫn phải bấm nút này nó mới lên nguồn. Chứ nó không giống như là những cái con như thế nào nhỉ? Đây thôi, lấy cái này. Đây. Vì mình điệu con bâu này đi. Cái nút nguồn của nó sẽ là nút nguồn bấm ngược lên trên như thế này. Mọi người hiểu không? Là nút cơ á, nút cứng trên này luôn. Thì khi mình xài quản lý nguồn á, mình cấp điện cho nó một cái auto nó tự động nó lên. Ok chưa? Đó, mình để tắt đi. Đó, mình để nguyên như thế này luôn. Ngắt nguồn thì nó tắt, cấp nguồn vô nó tự mở. Còn ông này á không làm được chuyện đó. Cấp nguồn vô hay là ngắt nguồn đi thì muốn cấp nguồn vô, muốn có điện thì vẫn phải bấm. Nếu mà ở sân khấu mọi người xài cho sân khấu á, thì ok. Sân khấu bởi vì mọi người đưa lên, mình đưa ra gọi là lên cái sân khấu này kia rồi, mình người mỗi sản phẩm mình cũng phải bấm để mình khởi động hết hệ thống lên, chứ cũng chả có xài quản lý nguồn gì trong cái hệ thống đó cả, thì ok, không vấn đề gì. Tuy nhiên là nếu mà làm ở karaoke gia đình thì mọi người biết Thiên Vũ đó, cái súp này lúc nào cũng ốp sát vào tường và xài quản lý nguồn để cho nó tự động mở lên, cho nó tiện người sử dụng. Chứ còn ông này, nếu mà mọi người cứ tưởng tượng đi, nếu mà lắp một dàn karaoke xài con này, mọi người ốp con này sát vào tường, rồi đến khi mọi người xài quản lý nguồn mọi người bấm lên, ông này nó vẫn không lên, lại mọi người lại phải sao, thò tay vô bấm, bắt đầu nó mới lên. Cái này nó tương tự như con bow, đây là một Pro 8, Pro 16, Pro 32, kể cả vậy luôn, những dòng L1 series và con Bow S1 Pro mới bây giờ luôn, nó cũng bị tình trạng là xài cái nút nguồn điện tử. Những cái nút nguồn điện tử đó tiện thì có tiện, xịn thì có xịn, nhưng mà xài quản lý nguồn không được. Có nghĩa là cấp nguồn vô bắt đầu nó vẫn phải bấm. Cuối cùng câu chuyện là gì? Tiện lợi khi sử dụng, mò tay đằng sau bấm nút là hơi tiện lợi. Bởi vì đâu phải tự nhiên khi mình để sát này, đâu phải nó chỉ đơn giản như này đâu, nó quá trời nút luôn, làm sao mình sờ thấy, mình không nhìn thấy nó, làm sao mình biết nút nào là nút nguồn, mà hiểu không? Không, mọi người không biết được vì xài sờ đây, không biết được nút nào nút nguồn hết trơn. Nên là dễ bấm nhầm lắm, bấm quản không lên, cực lắm. Bow y chang. Nên hầu hết là những dàn mà Bow L1 18 và 16 sau này bên mình sẽ không có lắp quản lý nguồn nữa. Và mình cũng không tư vấn cho khách lắp quản lý nguồn cho cái Bow L1 rồi.
mỗi năm Thiên Vũ nó sẽ khác một chút xíu, nó sẽ rút kinh nghiệm ra từ những cái đi trước và mình rút kinh nghiệm cho những cái bộ dàn phía sau mình lắp. Ok, đó là lý do ông này bị loại này. Nên là ông này bây giờ đang giá, với thứ hai nữa là cái giá của nó thì ổn, mình nghĩ là ổn với một cái sản phẩm loa 4 tấc đến từ nhà JBL. Với cái giá mà hiện tại nó đang là giá lẻ mà đồ mới á, nó là 22.900 cho một cái loa 4 tấc ACTI luôn, loa xuất điện, thì dòng này ổn, giá ổn. Nhưng mà Thiên Vũ là chuyên làm gia đình, nó làm xuất gia đình không được, thế thôi. Nên là cũng để khá lâu rồi, thì mình sẽ thanh lý con này. Con này mình sẽ thanh lý bao nhiêu nhỉ? 22.900. Ok, cho mọi người giá 50% luôn. Con này nó sẽ tầm khoảng 11.500 cho một con loa JBL Iris 115S. Ok, tiếp cuối cùng còn một dòng súp nữa, tiếp tục một dòng sản phẩm thanh lý, cũng một dòng súp đến từ Ý. Đến từ Ý ha. Dòng này là đây, thương hiệu nó ở đây, DB Technology, một dòng thương hiệu đến từ Ý. Con này chất nha, con này thì lại khá là ok. Con này nói chung là mình không chê được gì nữa. Về lưới này, về loa, về nói chung là đỉnh cao, ok, không vấn đề gì. Đằng sau cũng như mình nói đi ha. Này mọi người, đây, nó nguồn này, nguồn bấm này. Con này xài có linh hồn rất là tốt ha mọi người ha. Xài tốt, con này xài vô karaoke gia đình thoải mái luôn. Dòng này á, khổ cái dòng 3 tấc mình bán được nha. Dòng 3 tấc là dòng 612, sub 612 tức là gì à? 612 á, ok, mình bán rất là thoải mái. Nhưng đến dòng to này mình bên mình cảm thấy nó không phù hợp. Mọi người biết sao không? Thứ nhất á, kích thước quá lớn. Mọi người nhìn sai đi. Thiên Vũ rất ít bán cái kích thước súp cỡ như thế này vô gia đình. Kích thước quá to. Thứ hai nữa, rơi vào tay Thiên Vũ, mà trong khi Thiên Vũ lại đang có một cái vũ khí. Cái này trong clip trước mình đã nhắc là Thiên Vũ có một cái vũ khí súp mà mọi người biết là ngang súp 4 tấc mà to như súp 3 tấc á. Mọi người biết súp gì không? Súp MF3 của SE, dòng súp của Đức á. Vì anh này giá của anh nó lên đến tầm khoảng gần 24 triệu, gần 24 triệu á. Nên là nó bị cạnh tranh trực tiếp, nó là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với cái ông súp MF3. Ông có tầm 21 triệu thôi. Nếu mà so về chất âm hai con thì hai con lại hơi xem nhau, mà con kia thì lại nhỏ gọn hơn, giá rẻ hơn. Không phải là cái này dở, mà là do Thiên Vũ đã có sản phẩm tốt hơn cho khách hàng. Nên là anh này cũng đi theo anh này luôn, là cũng thành lý luôn. Đó. Thì con này thì cái gọi là cái được demo khá nhiều rồi. Con này thì khá cũ, con này không có còn mới như con này đâu. Con này thì chảy xước, mọi người thấy là chảy xước khá nhiều rồi. Thì con này chắc thanh lý chắc tầm 23 mấy, nhưng mà chắc mình thanh lý cho mọi người tầm 10 triệu. Nói chung là sản phẩm hoạt động ngon lành. Mọi người có thể lên showroom Thiên Vũ mọi người tiết. Thanh lý 10 triệu cho mọi người. Một dòng súp 4 tấc DB Technology 615, súp 615 đến từ Ý. Made in China nha mọi người, quên mình nói Made in China nha, thương hiệu Ý nhưng Made in China nha. Hầu hết bây giờ sản phẩm là Made in China hết. Còn Made in Italia, mà chuẩn Made in Italia thì giá nó khủng khiếp lắm. Như những dòng Caray mình làm cặp, một cặp loa nó lên đến trăm mấy chục triệu, súp nó lên đến 90 mấy triệu. Mà lý do tại sao nó mắc như thế thì mọi người cứ tưởng tượng như là nhân công, mà cái người nhân công, cái người công nhân lắp loa của Italia, nếu thực sự lắp ở Italia thì mọi người tưởng tượng lương công nhân của Italia so với lương công nhân ở Trung Quốc có khác nhau không? Khác nhau. Phí nhập khẩu loa sản phẩm từ Italia về Việt Nam và phí nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam khác nhau không? Khác nhau, chênh nhau nhiều luôn. Rồi chưa kể là thuế, chưa kể là phí vận chuyển, rất là nhiều thứ khác nữa. Nên là giá của một cái sản phẩm sản xuất tại Italia nó sẽ khác hoàn toàn một cái giá được sản xuất tại Trung Quốc. Cái này mình sẽ không có ý nghĩa là mình sẽ không so sánh về cái việc là hàng nó sản xuất tại Ý thì nó sẽ tốt hơn hay là sản xuất tại Trung Quốc tốt hơn, bởi vì là mình chỉ nói về giá thôi, bởi vì chắc chắn là sẽ có sự chênh lệch mà gấp 2, gấp 3 lần, chuyện rất là bình thường. Nó, nhưng mà về chất lượng thì mọi người nói đi. Thật ra tất cả các sản phẩm bây giờ Trung Quốc họ là công xưởng của thế giới rồi. Thật ra mình không né được đâu. Tất cả các loa bây giờ, hầu hết các loa là mình sản xuất Trung Quốc hết. Về mặt điện tử nó còn khủng khiếp hơn, 99% mặt điện tử.
Hầu hết bây giờ cục đẩy trên thị trường mọi người chỉ còn duy nhất cục đẩy đến từ Powershop là của máy Italy thôi. Còn lại là mà giá thì mọi người biết rồi, mắc khủng khiếp luôn. Còn lại là tất cả các sản phẩm khác là đều máy in China hết. Các sản phẩm loa này thì chỉ có một số sản phẩm được máy in châu Âu thôi. Đúng chuẩn châu Âu nha. Nói đúng chuẩn châu Âu, đúng người châu Âu làm á. Là như Caray á. 150 200 triệu một cặp. Còn cái này hả? Cái này cũng là một sản phẩm nghiên cứu nè, như là một sản phẩm nghiên cứu thành công. Nên là nó cứ nằm đi hoài. Cái này là mình mua từ năm 2020, cuối năm 2020. Về nhà bị móp đây. Nếu mọi người coi lại clip từ năm 2020 mà bên Tin Vũ có review á thì là mới khui cái vết móp này, là mới khui thùng ra là nó có luôn nè. Đó, mày thấy không? Đây là vết móp mới nè, như hơi chà chà miếng mới nè. Đó, đây là cây một sản phẩm thử nghiệm. Thật ra cái này Tin Vũ cũng thử nghiệm nhiều á, tại mọi người con này là cũng nhập sách tay, và chứ hồi đó Việt Nam chưa có đâu, nước ngoài bán rồi, bên Mỹ bán rồi, nhưng mà Việt Nam bô Việt Nam chưa nhập về, Thiên Vũ nhập sách tay về luôn. Nó sẽ tương tự như con này cũng là hàng sách tay này. Con này thì từ 27 cuối năm 2017 bô West Pro thường ngày xưa á, từ cuối năm 2017 này cũng là một con nhập sách tay, hàng chưa có, Thiên Vũ nhập sách tay về review cho mọi người, và cũng là một sản phẩm rất là thành công. Thành công để nguyên coi như là con bò sữa. Và con bò sữa chắc là nó theo Thiên Vũ cũng đến nhà 6 năm hả? 2017 đến nay là 6 năm rồi. Nói chung là khá lâu rồi. Nay là anh hai sau này. Em chứ, em sau này 2020 này. Tiếp tục sau đó những ông này cũng xách tay này. Electro Void Evas 8 cũng là một sản phẩm thành công của Thiên Vũ. Bây giờ là có chỗ đứng thị trường đó. Nói chung là cứ để thôi. Nói chung là sản phẩm nào còn ok, còn bán được, còn hợp lý, giá cả hợp lý, chất lượng hợp lý với thị trường thì Thiên Vũ tiếp tục kinh doanh và vẫn để nó hoài vậy thôi. Còn những sản phẩm nào bên mình thấy không phù hợp là bên mình sẽ thanh lý. Và chúng ta có clip hôm nay. Ok, thì như mọi người đã thấy đó, tất cả các sản phẩm này thì bên mình đều có sẵn tại cửa hàng, thì mọi người có thể đến showroom Thiên Vũ 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5 để mọi người nghe, trải nghiệm và có thể đánh giá sản phẩm rồi mọi người tự đưa ra quyết định. Hẹn lại mọi người. Bye bye.